Em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng một hình bất kỳ ám lên hình của mình. Có nghĩa là dùng tông của hình này áp cái tông màu đó lên hình khác. Bây giờ mình xem qua chút xíu nha. Rồi, đây. Bảo tàng hình này là mình chuẩn bị. Anh em chú ý cái tên file đấy nghe. File đầu tiên là untitled.psd. File thứ hai là số 2, số 3, số 4. Đó. Thì mình sẽ áp file số 2 hoặc số 3 hoặc số 4 này lên file untitled nghe. Rồi bây giờ bắt đầu mình chọn này. Chọn cái file untitled là file mình ban đầu. Mình chọn image. Mình chọn adjustment. Mình chọn match color. Rồi sau đó mình tìm cái nguồn. À đây có 3 file ở dưới này. Mình sẽ chọn file số 2 mình áp lên. Thì nó sẽ từ ám vào cái file gốc cho mình. Đó. Mình có thể cánh chỉnh theo ý mình. Rồi mình review mình xem này. Đó, hình ban đầu và mình áp cái hình bầu trời lên đó thì thành ra cái tông này. Ok. Vậy là xong. Rất đơn giản đúng không? Rồi, mình copy thêm một hình nữa, mình làm cái hình khác thử xem. Mình cũng chọn image, adjustment, mask color. Và mình chọn y chang lúc nãy. Quan trọng anh em cánh chỉnh cho nó chính xác là được rồi. Cảm thấy thẩm mỹ tốt là được. Đó. Mình kéo mấy dòng này. Nếu cảm thấy ok là được. Hai cái dòng trên thường thường mình để 100%. Và cái face thì mình chỉnh theo mong muốn của mình. Chỉ đơn giản như vậy thôi, không có gì khó hết. Đó, rất đẹp. Mình làm thêm một cái nữa. Đây là phải góc này, được chưa? Image, adjustment, match color. Hai ba bốn đó là ba cái file mình đang mở lên cùng với cái hình góc này. Rồi mình kéo lên 200 đi, kéo lên maximum luôn. Quan trọng cái face này mình chỉnh cho phù hợp. Khá chỉ là đẹp nha. Đó, khá đẹp. Thì cái này tùy theo sở thích của anh em thôi. Rồi, giới thiệu bạn một cách ám màu mới. Rồi giới thiệu bạn như vậy thôi. Chúc anh em thành công. Nhớ like, share, comment, ủng hộ kênh của mình nha. Nhớ bấm chuông nữa. Cảm ơn em đã theo dõi.